sự thật về Lenin và học thuyết của chủ nghĩa cộng sản là gì. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2024 là ngày kỷ niệm 100 năm Lenin, cha đẻ của cách mạng vô sản ở nước Nga, là cha đẻ của nhà nước Liên bang Xô Viết. Đài tiếng nói nước Pháp FI vào ngày 21 tháng 1 đưa tin Nga không có hoạt động kỷ niệm chính thức nhân ngày 100 năm ngày mất của Lenin. Bản tin cho biết dù trên nước Nga vẫn còn khoảng 600 bức tượng Lenin ở nơi công cộng và xác ướp của ông vẫn nằm trong lăng giữa thủ đô Moscow, nhưng hình ảnh của ông đang dần bị rơi vào quên lãng. Vào ngày 21 tháng 1 là ngày đánh dấu 100 năm ngày Lenin qua đời, nhưng không có một hoạt động tưởng niệm nào của quần chúng cũng như chính quyền nước Nga đáng kể được tổ chức. Nga không kỷ niệm 100 năm ngày mất của Lenin. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay về mặt hình thức được cho là vẫn duy trì hệ thống tư tưởng dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Song thực chất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá chỉ còn là cộng sản trên danh nghĩa. Khi nhận xét về lời nói đầu của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 vào tháng 10 năm 2013, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại thừa nhận rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Lenin từng được mệnh danh là cha đẻ của học thuyết chủ nghĩa cộng sản, làm nền tảng tư tưởng cho một phong trào cách mạng giải phóng dân tộc với mục tiêu đưa tầng lớp công nông và các dân tộc nhược tiểu thoát khỏi áp bức bóc lột. Sau Thế chiến thế giới lần thứ hai, học thuyết của Lenin được phát triển nhanh chóng ở các nước Đông Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 40 năm, học thuyết của Lenin đã phá sản hoàn toàn. Bởi thực tế, nó đã chứng minh đây chỉ là một chủ thuyết mơ hồ, ảo tưởng, duy ý chí. Học thuyết của Lenin không đưa được các dân tộc bị áp bức tới đời sống ấm no, hạnh phúc như tuyên truyền. Đổi lại là các cuộc chiến tranh hao xương tốn máu. Việt Nam là một nạn nhân của chủ thuyết này với một cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong giai đoạn 1954 đến năm 1975. Kể từ năm 1989, với sự sụp đổ hàng loạt của các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và sau đó là Liên Xô vào năm 1991, đã báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Về nguyên nhân của sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, giới chuyên gia cho rằng có hai nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là thể chế chính trị ở các quốc gia đó không đại diện cho nhân dân. Thứ hai là nền kinh tế bao cấp gây ra sự trì trệ, không đáp ứng được những đòi hỏi từ nhu cầu của xã hội. Dùng bạo lực cưỡng chế đất đai ở nông thôn, một tàn dư của chủ nghĩa chuyên chế. Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa, người từng được giải Nobel Hòa Bình, cựu Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết đã từng tuyên bố như sau. Người Cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó trở lại thành cái hồ cá. Liên quan đến cái chết của Lenin, trái ngược với hình ảnh Lenin ở Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam tô hồng với biết bao nhiêu huyền thoại. Thực tế, Lenin là một kẻ bê tha. Rất ít người Việt Nam được biết rằng các sử gia từ lâu đã khẳng định lãnh tụ cách mạng Nga Lenin đã phải chịu đựng 3 cơn đột quỵ liên tục dẫn đến cái chết của ông. Theo đài BBC chia sẻ như sau, những chứng cứ mới nhất được phát hiện cho thấy Lenin qua đời vì căn bệnh lây lan truyền qua đường tình dục là bệnh giang mài. Trong hồ sơ lưu trữ tại Đại học Columbia, New York, cô Helena đã tìm thấy bản tham chiếu liên quan đến sự thật hiển nhiên về căn bệnh của Lenin do nhà khoa học lỗi lạc người Nga Ivan ghi lại. Các bác sĩ của Điện Kremlin đã từng nghiên cứu về bệnh giang mai của Lenin đều bị cấm nói về những thông tin này và họ đã bị buộc phải tiêu hủy tài liệu của chính thức. Sau biến cố Đông Âu và sự sụp đổ của Liên Xô, các lãnh tụ cộng sản đã sớm nhận ra sự thật về chủ nghĩa cộng sản và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng quyết định đưa đất nước rời khỏi con tàu đang sắp chìm bằng công việc đổi mới kinh tế vào năm 1986. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn cố ngồi đến 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn trái với quy định của Đảng. Trong cuốn Bên thắng cuộc, Trung tướng Võ Viết Thanh, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ thuộc Bộ Công an, đặc trách an ninh giai đoạn 1987-1991 có kể rằng
gặp các vị đương chức, tôi hay hỏi, nếu bây giờ tranh cử với một người chủ trương dân chủ trương kinh tế thị trường, mà quý vị vẫn chủ trương định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương chuyên chính vô sản, chủ trương quốc doanh chủ đạo, dân có bầu quý vị hay không? Theo Trung tướng Võ Viết Thanh, các vị trả lời là không. Tôi bảo sao quý vị biết lòng dân như vậy mà vẫn cứ cố tình nói khác, làm khác. Điều đó cho thấy những người trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản, họ hiểu rất rõ rằng họ đang đứng ở đâu và lòng dân hiện nay như thế nào. Sự thật về Lenin và học thuyết chủ nghĩa Cộng sản cũng như chủ nghĩa xã hội tươi đẹp là như thế đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Những sự thật về Lenin và học thuyết chủ nghĩa Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Điều kỳ diệu gì từ Tổng Trọng đã cứu Trần Tuấn Anh thoát án truy tố? Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Công luận lâu nay vẫn cho rằng EVN là một doanh nghiệp tài tiếng nhất. EVN kinh doanh độc quyền, thường xuyên lấy lý do thua lỗ để mà tăng giá điện, đổ đồng lên người dân cả nước phải đóng. Lần tăng điện gần đây nhất là vào cuối năm 2023. Được biết, ngay sau khi tăng giá điện, lập tức EVN có thêm 3.200 tỷ đồng. Vậy mà cơn khát tiền và báo lỗ vẫn chưa hề chấm dứt. Bộ Công Thương lại kiến nghị điều chỉnh tiếp giá điện trong năm 2024. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 26 tháng 1 có bản tin Bộ Công Thương lại kiến nghị điều chỉnh tiếp giá điện. Bản tin cho biết mặc dù đã hai lần tăng giá điện trong năm 2023 với mức 3% và 4,5%, song đến nay khoản lỗ của EVN vẫn chưa thể khắc phục. Một lần nữa, Bộ Công Thương lại kiến nghị việc điều chỉnh giá điện trong năm 2024 để giải quyết tình trạng thua lỗ. Theo báo cáo của EVN gửi Bộ Công Thương vào tháng 12 năm 2023 cho biết, EVN trong năm 2023 đã lỗ 17.000 tỷ đồng do giá nhiên liệu cho sản xuất điện và tỷ giá ngoại tệ tăng cao. Giới phân tích cho rằng, trong các bộ ngành thuộc chính phủ, Bộ Công Thương và tập đoàn EVN nằm trong số những đơn vị bê bối nhất trong những năm gần đây. Việc để tình trạng thiếu điện, cắt điện hàng loạt ở các địa phương trong cả nước vào những ngày nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023 đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh sản xuất của rất nhiều doanh nghiệp. Lãnh đạo Việt Nam đã có những biện pháp xử lý mạnh đối với các lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN. Cả hai ông Thứ trưởng Bộ Công Thương là Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong tháng 1 năm 2024. Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo của EVN cũng như các đơn vị thành viên, nhưng hầu như chính phủ vẫn tỏ ra bất lực trong việc xử lý triệt để các sai phạm tại EVN. Mới đây nhất vào ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đưa ra thông báo kỷ luật ở mức khiển trách với ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, và ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm vì những sai phạm liên quan đến Bộ Công Thương trước đây. Công luận thấy rằng với hình thức kỷ luật giơ cao đánh khẽ như thế thì không có tác dụng răn đe gì cả. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Đáng chú ý khi truyền thông nhà nước vào ngày 27 tháng 1 đưa tin Bộ Chính trị công bố hình thức kỷ luật đối với ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng nhưng không hề thấy tên ông Trần Tuấn Anh nữa. Vậy ông Trần Tuấn Anh có bị kỷ luật hay không? Nếu bị thì kỷ luật ở mức độ nào? Đang là câu hỏi được dư luận đặt ra, hay là vẫn bình an vô sự? Vào trung tuần tháng 12 năm 2023, ông Trần Tuấn Anh đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là có sai phạm liên quan đến điện gió và cung ứng xăng dầu khi còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Những vi phạm của Trần Tuấn Anh đã bị kết luận là gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục và nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị đã có những ý kiến cho biết các sai phạm của ông Trần Tuấn Anh sau đó bỗng nhiên được biên tập lại, bỏ từ rất và chỉ còn ở mức nghiêm trọng. Điều vừa kể trên là giúp cho ông Trần Tuấn Anh thoát tội và tránh được việc xử lý hình sự, khởi tố bắt giam, cùng lắm là chỉ bị cho hạ cánh an toàn. Cũng xin được nhắc lại, giới thạo tin tiết lộ
kẻ đứng sau giật dây tập đoàn điện lực Việt Nam EVN và tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác, chính là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Công luận đặt câu hỏi tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12 nhưng không bị xử lý. Thậm chí Tổng Trọng còn đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13 giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Và liên quan đến việc nhà nước liên tiếp tăng giá điện một cách tùy tiện, dư luận cho rằng đó là chủ trương chung của Đảng, đã biến EVN trở thành một cỗ máy in tiền. Luật sư Đặng Đình Mạnh thì khẳng định quyết định tăng giá điện thì chỉ có Đảng mới có thẩm quyền đó mà thôi. Nhận định đó phù hợp với việc dư luận xã hội vẫn cho rằng một chủ trương lớn của Đảng lâu nay đó là họ vẫn duy trì một con ngáo ộp có tên là EVN sử dụng như một thứ bung sung để trút hết tội vạ, kể cả việc tăng giá điện. Nghĩa là lãnh đạo EVN và cấp trên lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ thay mặt cho Đảng trong việc tùy tiện tăng giá điện, cho nên không ngạc nhiên khi đỡ các đời của Bộ trưởng Bộ Công Thương tội tày đình mà vẫn yên vị, vẫn thăng tiến, cuối đời để được hạ cánh an toàn. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chính là một điển hình như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay, điều kỳ diệu gì từ Tổng Trọng lại cứu Trần Tuấn Anh thoát án truy tố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.